Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn claim hai con NFT đến từ nền tảng của Blockset Galaxy nha các bạn. Con đầu tiên là con Bitbow và con thứ hai là con Maylock nha các bạn. Thì con NFT này hiện tại chưa lên sàn, chưa bán được nha các bạn. Các bạn claim đầy đó đi nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, các bạn mở link phong nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nha các bạn. Mình thấy cái nền tảng Blockset Galaxy này đã lâu chờ bắt ở trên sàn Binance khá là thành công nha các bạn. Rồi tiếp tục follow Twitter tiếp theo nữa. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn test lại nha các bạn. Các bạn bấm continue thôi các bạn. Rồi các bạn xin chào kênh Telegram nha các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn xin chào Discord nha các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời nè các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn chat câu đi các bạn. Rồi sau đó các bạn bật up the link phong nè các bạn. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chocolate cho các bạn nè. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi khi các bạn tham gia sau 24 giờ các bạn có thể nhấp vào link claim này, của mình có để phần link mô tả dưới video nha các bạn. Các bạn chỉ việc connect với mạng BNB Smart Chain Bet20 của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào kết nối với bạn, bấm claim nha các bạn. Sau 24 giờ nha các bạn, mình nhắc lại nha các bạn. Rồi con thứ hai là con Maylock này thì các bạn cũng làm tương tự nha các bạn. Tham gia game của nó 24 giờ cũng nhấp vào link claim này. Hai link dự án này mình để link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Rồi vậy video của mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.